Ngày xưa, từ tận hơn 1.200 năm trước công nguyên, ở xứ Ai Cập cổ đại, có một vị pharaoh tên là Seti. Ông có hai bóng hồng luôn theo sát, một là thê thiếp Exunamun, người còn lại là con gái Nefertiti. Đã vậy, Seti còn được thầy tế Imhotep phụng sự hết mình. Pharaoh ta cưng hai nàng thơ phải biết, ông mở hội tranh đấu rồi gật gù trước văn võ bá quan về tài năng của họ. Nhưng Seti nào có ngờ được cô vợ Exunamun lại đang ăn trả ăn em cùng với cận thần Imhotep. Ngày nọ, vị pharaoh bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ ngay tại trận. Luật lệ ngày đó rất hà khắc, quy định bất cứ ai gian díu với thê thiếp pharaoh sẽ phải bỏ mạng ngay. Biết được điều đó, Exunamun và Imhotep hợp sức đâm thủng lương vị vua Ai Cập. Cô con gái Nefertiti thấy cha bị hạ sát, bèn đánh động cho quân lính tràn vào, nhưng Imhotep đã may mắn rời đi. Về phần Exunamun, cô ta tự mổ bụng để không rơi vào tay kẻ thù, nuôi hy vọng một ngày tình nhân sẽ đưa mình trở về từ địa ngục. Imhotep không làm cô ta thất vọng. Gã đột nhập vào hầm mộ, nhảy cỗ quan tài của Exunamun rồi đưa nó về thánh địa Hammurabi của người chết. Ngay khi Imhotep chuẩn bị hoàn thành nghi thức hồi sinh, gã ta bị đội quân của Seti khống chế. Vì ăn vụng với vợ của đức vua và gián tiếp hạ sát pharaoh, Imhotep phải hứng chịu lời nguyền Homdai, một hình phạt khủng khiếp đến mức chưa từng được thực hiện. Hắn bị cắt lưỡi, băng bó khắp cơ thể và chịu chôn sống cùng một đống bọ ăn thịt người. Thi thể của Imhotep được đặt trong một cỗ quan tài kín bưng, chôn rất sâu bên dưới bức tượng thần địa ngục Anubis. Từ đó, đội quân Madras, truyền nhân của binh lính Seti, được giao nhiệm vụ canh chừng tên thầy tế gian ác. Nếu Imhotep trở lại, hắn sẽ trở thành căn bệnh đủ sức hủy diệt cả nhân loại. Rất lâu sau, vào năm 1923, một tay lính Mỹ tên là Rick O'Connell chỉ huy đoàn quân nước Pháp đánh thẳng vào Hammurabi. Họ đối mặt với lực lượng Madras thiện chiến và hoàn toàn bị lép vế. Quân Madras dồn được kẻ cầm đầu vào góc chết, nhưng đó lại là chính nơi Imhotep đang cư ngụ. Rick và quân đội bèn chạy té khói, để lại khuôn mặt hận thù của Imhotep hằn sâu trên cát. Anh lính Mỹ chìm vào hoang mạc bất tận và thủ lĩnh Madras thì không thiết tha theo đuổi nữa. 3 năm sau, chúng ta được gặp Evelyn Carnahan, cô thủ thư người Anh sáng sủa mà hậu động, tuy thường xuyên bị tay quản lý quát mắng. Nhưng Evelyn lại là thiên tài trong việc ghi nhớ, sắp xếp và dịch ngôn ngữ cổ. Trong lúc Nai Lưng dọn dẹp cả thư viện, Evelyn phát hiện ra anh trai Jonathan đang trốn trong cỗ quan tài. Để sốc lại tinh thần cho em gái, Jonathan khoe chiếc hộp kỳ lạ và một bản đồ mà anh tìm thấy ở thành phố cổ Thebes. Đây có thể là manh mối để dẫn đến thành phố Hammurabi, nơi cất giữ rất nhiều châu báu Ai Cập. Sau đó, hai anh em kể chuyện với tay quản lý thư viện nhưng bị gạt phát đi. Thậm chí, ông này còn suýt đốt tấm bản đồ cháy ra cho. Lúc này, Jonathan mới chịu khai là anh trộm tấm bản đồ từ một tù nhân người Mỹ và có thể hắn sẽ biết gì đó về thánh địa người chết. Evelyn và Jonathan đến nhà tù Cairo. Gã đàn ông trong câu chuyện của Jonathan lại chính là Rick O'Connell. Anh ta hôn trộm Evelyn, khẳng định sẽ chỉ tiết lộ về Hammurabi nếu cô giúp anh ta thoát khỏi án tử. Ngay trước khi Rick bị hành quyết, Evelyn đã thương thảo thành công với tay quản ngục về tỷ lệ lợi nhuận, cứu anh người Mỹ trong đường tờ kẻ tóc. 20, 4, 30, 25, deal. Thế là Rick cắt tóc gọn gàng cùng anh em nhỏ Carnahan lên đường đến Hammurabi. Đồng hành với họ còn có tay quản ngục vì anh ta sợ mình sẽ bị ăn quỵt. Trên con tàu ra khơi, 4 người chạm mặt một đoàn săn kho báu người Mỹ, trong đó có Benny Gabor, cấp dưới của Rick năm xưa, cũng là kẻ hèn nhát tương suýt bỏ bạn đến chết. Đêm đó, Evelyn lần đầu gần gũi với Rick, nhưng cô đỏ mặt bỏ đi vì anh chàng thô kệch quá. Ngay sau đó, cả con tàu bị đội quân Madras đột kích, hòng đoạt lại tấm bản đồ và chiếc hộp mà Evelyn đang nắm giữ. Trong lúc giao tranh, Rick vô tình bắn đổ cây nến, đốt cháy cả con tàu. Vậy là cả đoàn tàu phải nối đuôi nhau bơi vào bờ. Thoát khỏi đám người Mỹ khó ưa, nhóm O'Connell tậu vào chú lạc đà ở chợ đen để tiếp tục hành trình. Vì Rick đã nhớ đường nên 4 người đặt chân tới Hammurabi dễ dàng. Cơ mà đoàn người Mỹ cũng thế, do đã hục hạc với nhau từ trước, hai bên tự khám phá hầm mộ cổ theo đường riêng. Nhóm Mỹ tìm được một chiếc giường cổ. Trong lúc toán người bản địa ra sức cậy nắp thì một cơn mưa axit trào ra khiến tất cả bỏ mạng trong đau đớn. Về phía nhóm O'Connell, họ tìm thấy một nấm mồ ngay dưới bức tượng thần Anubis. Chiếc hộp kỳ lạ lúc trước thực ra là chìa khóa giúp Evelyn mở nấm mồ. Trước đó, gã quản ngục đã tách đoàn, cậy những viên đá lấp lánh trên tường làm của riêng. Hắn nào ngờ đó là kén của những con bọ chết người, bị khoét đến tận não, hắn lao đầu vào tường, nằm chết sóng xoài. Đêm đó, khi đoàn thám hiểm đang nghỉ ngơi, quân Madras lại quẩy tung nóc. Rick nhanh trí đốt pháo phản kích. Thủ lĩnh Ordeth của đội Madras sợ quá, bèn lên tiếng. Leave this place or die. Rồi rút quân. Nhưng còn thở thì còn gỡ. Hai đoàn thám hiểm chờ đến cùng. Trước đó Evelyn và Rick đã xích thêm một chút.
Sáng hôm sau, nhóm Rick phát hiện thi thể đang phân hủy của Imhotep, còn nhóm người Mỹ lại tìm thấy một chiếc hộp lớn. Mặc dù trên nắp hộp đã cảnh báo rằng bất cứ ai cố mở cũng sẽ chết, nhưng chẳng xi nhê gì. Bên trong chiếc hộp là cuốn sách hồi sinh người chết và 4 chiếc hũ chứa nội tạng của Ajunamun. Nhóm người Mỹ lấy đó làm chiến lợi phẩm. Một lúc sau, Evelyn dùng chiếc hộp mở khóa cuốn sách người chết rồi đọc rất to, rất rõ ràng. Imhotep nghe thấy tiếng gọi, liền bật dậy, triệu hồi một đàn châu chấu đèn bay kín đặc bầu trời, buộc hai nhóm thám hiểm phải rút chạy vào trong. Tại đây, một biển bọ ăn thịt người trồi lên từ dưới đụn cát, đuổi nhóm Rick vắt giò lên cổ mà chạy. Evelyn vô tình ngã vào cánh cổng nơi Imhotep đang chờ sẵn. Hắn đã đánh cắp đôi mắt và lưỡi của một gã người Mỹ, nhưng lại nhìn nhầm Evelyn thành Ajunamun. Thật may là Rick đến kịp, anh nổ súng giải vây cho cô thủ thư. Những người còn sống lao vội ra ngoài, vậy là Imhotep đã trở lại. Đến đội quân Bachas cũng không làm gì được nữa. Tất cả phải trở về Cairo, dình thời cơ hạ gục xác ướp. Tại thủ đô Ai Cập, Rick cùng nhóm người Mỹ định khăn gói quài gót, nhưng Evelyn thì không. Cô cho rằng họ nên có trách nhiệm giải cứu thế giới vì đã là người đầu têu. Ngay chiều hôm đó, toàn bộ nước sạch trong khu vực đã biến thành máu, báo hiệu Imhotep đang ở rất gần. Bây giờ, tất cả mới nhận ra Imhotep đang săn lùng 4 người Mỹ từng mở hòm. Anh mất lưỡi, mù mắt, trầu trời đầu tiên. Imhotep thêm sung sức, cũng là lúc thế giới gần đến bờ vực diệt vong. Mây đen đã phủ kín Cairo và những quả cầu lửa rội xuống như nước chảy. Rick tìm thấy gã đồ tể trong trạng thái phục hồi. Chẳng có vũ khí nào xi nhê về hắn. Nhưng ngay khi thấy một chú mèo đang đùa nghịch, Imhotep lại sợ sun vòi, bay mất dạng. Sau đó, Evelyn tình cờ chạm mặt người quản lý thư viện nơi cô từng làm việc. Ông ta thực ra chính là người của Medjas đang cùng Ades nghĩ cách đối phó với Imhotep. Ông giải thích về mối tình sai trái của gã đồ tể, về việc hắn sẽ hiến tế Evelyn như thế nào. Rick bèn nhốt kín Evelyn trong phòng ngủ để bảo vệ cô. Bây giờ, Imhotep đã hút hết sinh lực của một người nữa, thải ra một đàn bọ giết chết rất nhiều người dân Cairo. Với năng lực đáng sợ, Imhotep dễ dàng bắt kịp tên thám hiểm thứ ba trước khi chui vào căn phòng với Evelyn đang say giấc. Ngay khi tên thầy tế định hôn Evelyn, Rick đã đạp cửa xông vào, trên tay lăm lăm một con mèo. Imhotep có mạnh đến mấy cũng thua thần mưu, lại hậm hực bay đi. Evelyn suy luận người ta có thể sử dụng cuốn sách vàng để tiêu diệt Imhotep. Sau vài khắc biên dịch địa mộ, cô đã xác định được vị trí của nó, đó là bên dưới bức tượng thần bầu trời Horus. Bên ngoài, toàn bộ người dân đã bị thôi miên, toàn tiêu diệt nhóm nhân vật chính. Họ chen chúc nhau trên chiếc xe và thoát thân kịp. Nhưng trên đường rút chạy, tay người Mỹ cuối cùng còn sống lại văng khỏi xe, tạo điều kiện quá tốt cho Imhotep lấy mạng. Lúc này, tên thầy tế đã phục hồi diện mạo chân láng thuở ban đầu. Vì lực lượng quá mỏng, hội Rick đang nhìn Imhotep bắt Evelyn đi. Trước lúc tẩu thoát, họ còn mất cả quản lý bay vì ông đã mở đường máu cho những người còn lại. Rick, Jonathan và Odess lang thang trên hoa mạc rộng lớn. Họ dễ dàng có được sự giúp đỡ của Winston, tay phi công từng tham gia thế chiến thứ nhất. Bốn người vút bay tới Hamunaptra. Nào ngờ, Imhotep cũng có mặt ở đó cùng với Evelyn và Benny. Hắn tạo ra cơn bão cát khổng lồ nhằm nuốt trọn chiếc phi cơ. Không hiểu sao, Rick lại xả đạn vào trong đó. Không những chẳng làm Imhotep yếu đi, khẩu súng còn khiến cho chiếc máy bay chậm hơn đâm thẳng vào vòng xoáy của tên thầy tế. Nhận thấy bất lợi, Evie đánh lạc hướng Imhotep bằng cách hôn gã. Thế là bão tan thật, cả đoàn hạ cánh thành công, chỉ trừ Winston. Ba người vội chạy vào hầm mộ Hamunaptra, trong đó ánh lên sắc vàng kho báu. Nhưng trước đó, Imhotep đã huy động đội quân xác ướp, khiến phe chính diện phải nổ súng chống trả trước khi nghĩ đến cảnh giàu sang. Trong khi Evelyn đang dần trở thành vật tế, Jonathan mới tìm được cuốn sách vàng dưới chân tượng thần Horus. Và sau bao biến cố, Odette quyết định hy sinh để Rick cứu thế giới. Tại thời điểm này, nghi thức hồi sinh Ajunamun của Imhotep đã gần thành công. Tuy nhiên, Rick lại xuất hiện và giải thoát cho Evelyn. Jonathan nhanh nhẩu đọc thần chú trong cuốn sách vàng, nhưng chỉ khiến cho quân đội của thầy tế tràn ra như ong vỡ tổ. Jonathan đang đọc lại câu thần chú và nhờ có sự giúp đỡ vừa khít của Evelyn, anh đã khiến cho Imhotep mất hết sức mạnh. Rick chỉ cần một nhát kiếm là biến hắn thành người âm phủ. Trong lúc đó, Benny đang vác cả tạ châu báu ra ngoài, nhưng lại hậu đậu nhấn vào cái bẫy tự hủy. Ba người còn sống thoát ra kịp thời, chỉ trừ Benny. Chỉ một phút sau, tay lửa phỉnh đã bị cả đám bọ sơ tái. Cả thành phố Hamunaptra đang đổ sập, khói bụi mịt mù tứ phía. Rick, Evelyn và Jonathan chạy kịp ra ngoài, cũng là lúc thánh địa người chết nát vụn. Về phần Odette, anh ta vẫn còn sống khỏe, gửi lời cảm ơn và tôn trọng đến nhóm Rick trước khi trở về căn cứ. Rick và Evelyn cũng chào nhau nụ hôn nồng nàn trước khi sửa soạn hành lý đi về phía chân trời. Trên lưng một con lạc đà chất đầy vàng bạc đá quý, hứa hẹn một cuộc sống sung túc cho nhà O'Connell. Nhưng trận chiến với xác ướp Ai Cập vẫn chưa kết thúc. Phần phim tiếp theo được khán giả về thời xưa như trái đất, rất lâu trước khi pharaoh Seti trị vì Ai Cập.
Năm 3067 trước công nguyên, siêu chính minh vua Bọ Cạp đã cầm quân càn quét vùng đất của toàn nhân loại. Sau 7 năm gieo rắc nỗi ám ảnh, cuối cùng đội quân của hắn cũng chịu thất bại và bị lưu đày tới sa mạc Armchair. Từng tên một gục chết vì sức nóng khủng khiếp cho đến khi chỉ còn tay cầm đầu lê bước. Để giữ mạng sống, hắn chấp nhận giao kèo với thần địa ngục Anubis, hiến dâng linh hồn mình để có lực lượng tiêu diệt kẻ thù. Anubis tạo ra cả một hòn đảo tươi tốt cho vua Bọ Cạp, cùng với đó là đội quân đầu chó trải dài bát ngàn. Quân đoàn Abinis đánh sập cả Ai Cập, trả thù thành công cho vua Bọ Cạp. Nhưng đó cũng là khi linh hồn của chúng về tay thần chết. Quay trở lại với mạch truyện chính, 10 năm sau sự kiện của phần phim đầu tiên, Rick và Evelyn đã kết hôn và hạ sinh quý tử Alex. Cả gia đình rồng rắn khám phá kim tự tháp nằm ở thành phố cổ Thebes. Trong đó, Evelyn bắt đầu có những ảo giác về thời Ai Cập cổ và hai vợ chồng đã đánh động chiếc vòng tay của thần Anubis, bẫy dập kích hoạt, nhấn chìm cả kim tự tháp trong biển nước. Ở một diễn biến khác, cậu con trai Alex vừa thoát khỏi ba tên vô lại, kịp thời hỗ trợ bố mẹ trước khi họ bị ông thần nước bắt đi. Tại Hamunaptra, một nhóm bản địa đang khai quật những gì còn sót lại sau vụ sập bao cố ở phần 1. Tại đây, Milanais, hậu kiếp của Enxunamun, đã tìm thấy hai cuốn sách cổ có tác dụng hồi sinh và lấy đi mạng sống kẻ khác. Tuy nhiên, trong lúc đào sới, người ta lại đụng nhầm tổ bọ, thành ra hàng đống người phải chết. Ít nhất, hội phản diện cũng biết nhà O'Connell đang nắm giữ chiếc vòng tay Anubis. Ở một góc London, trong lúc bố mẹ đang thủ thỉ, Alex tự ý đeo chiếc vòng tay của Anubis, rồi nhìn thấy những kim tự tháp ở hoang mạc Armchair. Vừa hay, đội quân Enxunamun đột kích thẳng vào biệt phủ O'Connell. Dù có sự trợ giúp từ thủ lĩnh Matras, Rick và Jonathan vẫn phải đứng nhìn Evelyn bị áp chế. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn vì trong vòng 7 ngày nữa, vua Bọ Cạp sẽ thức tỉnh và hủy diệt thế giới. Bản thân Alex cũng sẽ bỏ mạng nếu cậu không kịp tháo chiếc vòng tay trước deadline. Lúc này, chúng ta mới biết được âm mưu của đội xuân Exonamon. À cùng với Balthus Hafez, gã quản lý của bảo tàng Anh Quốc, lên kế hoạch hồi sinh Imhotep, rút tên thầy tế đấm tung mỏ vua Bọ Cạp để chiếm đoạt đội quân của hắn. Ngay trước khi Evelyn bị ngọn lửa nuốt chửng sau nghi lễ hồi sinh Imhotep, nhóm Rick đã ngăn chặn kịp thời. Họ giải cứu nữ chính, chơi trò Tom và Jerry với xác sống khắp thành phố trên xe buýt 2 tầng, nhưng cuối cùng lại để sổng cho kẻ thù bắt cóc Alex. Trên chuyến tàu trở về Ai Cập, Enxunamun đã lợi dụng những kẻ hám tiền để mở chiếc dương thần. Họ bị Imhotep hút cạn sự sống và hắn trở lại nguyên dạng còn dễ dàng hơn cả phần 1. Trong lúc đó, Rick đã thuyết phục thành công Izzy, người bạn năm xưa đưa cả nhóm tới thủ đô Ai Cập chỉ bằng một cây trượng vàng. Cả nhóm lên đường giải cứu Alex trên chiếc khinh khí thuyền. Trên con tàu lơ lửng giữa trời đêm, Evelyn và Rick trông rất giống Jack và Rose trong Titanic. Họ thủ thi những lời đường mật, cùng tin vào tương lai tốt đẹp của con trai. Tại đây, Evelyn cũng biết nhận thức được về tiền kiếp. Cô chính là Nefertiti, con gái của Pharaoh Seti. Trước đó, Rick cũng được Ares xác nhận mình từng là người của hội cảnh vệ Medjaz. Bây giờ, Imhotep đã hoàn thành nghi thức triệu hồi linh hồn Enxunamun đưa ả trở về từ cõi chết. Nhờ những chỉ dẫn mà Alex vạch sẵn, hội Rick đã đặt chân đến bán đảo của vua Bọ Cạp cùng lúc với đám phản diện. Đội quân của Imhotep bị Rick và những người bạn đánh sấp mặt, đã vậy còn phải chạy trối chết trước quân đoàn xác sống nên ngùm hết cả. Sau đó, với một tốc độ không hiểu từ đâu ra, Rick chạy nhanh hơn cả mặt trời, cứu sống con trai trước khi cậu bé bị chiếc vòng nuốt trọn. Bên ngoài kim tự tháp, Evelyn và Jonathan đã bắt kịp bố con Rick. Nữ chính vừa kịp nở nụ cười hạnh phúc, Enxunamun đã xuất hiện như từ dưới đất chui lên, đâm cô một phát chí tử. Giữa cái nắng chói chang, Rick, Alex và Jonathan phải cắn răng nhìn người phụ nữ quan trọng ra đi. Trong lúc đó, tên Hafez thủ đoạn đã lột được chiếc vòng tay Anubis. Hắn dọn dẹp đám Bọ Cạp chỉ bằng vài cái vung tay, rồi mở khóa cho quân đoàn địa ngục sống dậy. Thật may mắn vì lực lượng Medjaz do Ares dẫn đầu đã có mặt phía bên kia chiến tuyến. Về phần Imhotep, ngay khi đặt chân vào bên trong kim tự tháp, hắn đã bị thần địa ngục tước đoạt sức mạnh, phải chiến đấu với vua Bọ Cạp như dân thường. Rick cũng đã xuất hiện bên trong điện thờ, sẵn sàng cho một cuộc đấu tay đôi. Ở một khu vực khác, Jonathan đang cầm chân Enxunamun để Alex đọc thần chú hồi sinh Evelyn. Nhờ màn phối hợp ăn ý, hai chú cháu đã đưa nữ chính sống dậy trở lại. Thế là Nefertiti và Enxunamun lại combat nhau như vài nghìn năm về trước, còn Jonathan và Alex chạy biến đi hỗ trợ Rick. Vừa hay, cánh cổng Bọ Cạp bật mở, một sinh vật xấu xí xuất hiện, đó chính là vua Bọ Cạp. Hắn vừa lao vào Imhotep thì tên thầy tế quỳ xuống, giả đò là thầy tớ, hướng mũi dìu sang Rick. Nam chính tìm đường rút lui, may có lão Hafez đỡ đòn. Bên ngoài hoang mạc, những người lính Matras vừa đánh đến hơi thở cuối cùng đẩy lùi được đại quân Anubis đầu tiên.
nhưng một màu đen đang nhuộm kín đường chân trời, báo hiệu cuộc đổ bộ bất tận tiếp theo. Chẳng có gì ngoài tinh thần quyết chiến, Ardes cùng với những chiến hữu chuẩn bị vung kiếm, dù biết đây có thể là lần cuối cùng. Trở lại với trận chiến của Rick, trong lúc vườn nhau với vị vua xấu xí, Rick tìm thấy một bức tranh, trong đó mô tả cách hạ gục kẻ phản diện to xác. Anh nhận ra bản thân mình chính là người kết liễu, còn cây trượng mà Jonathan đã ôm khư khư từ đầu phim lại là vũ khí. Rick gào lo cả bản họng, Jonathan mới hiểu. Anh biến cây trượng thành tấm giáo, phóng nó thẳng về phía The Rock trong lúc hắn đang chơi cá sấu lên bờ. Tiếc là Imhotep lại cản mũi, tóm gọn cây giáo như một tuyển thủ NBA. Không hiểu sao, bậc thấy chiến đấu như vua bạo cạp lại vụng về đến mức tự đốt chính mình, tạo cơ hội tuyệt vời để Imhotep tung đòn Uti. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Rick hóa thánh tôn, bắt chọn vũ khí, vẫn kịp xoay người, rồi một đòn thủng ruột kẻ ác. Hắn tàn biến vào hư vô, kéo theo đội vệ binh dị hợm bay màu. Quân Metchas thở vào, ăn mừng trong nhẹ nhõm, nhìn hình bóng vua bọ cạp diên lên giận dữ. Nhưng giờ chưa phải là lúc nghỉ ngơi, vì kim tự tháp bắt đầu đổ sụp và vẫn còn thay thế Imhotep. Hắn đang chơi vơi nơi vách đá cùng Rick. Hai người đàn ông có cách hành xử thật trái ngược. Rick mới lấy Evelyn có 7 năm, nhưng vẫn ra sức kêu gọi cô chạy trốn, mặc cho đất đá rời vãi tung tóe. Cô nàng lại kéo chồng lên bằng được. Còn Imhotep đã dâng trọn trái tim cho Axonamon đến vài nghìn năm thì chỉ nhận được cái quay lưng dù đã khẩn thiết cầu xin. Tên thầy tế quyền năng đành thả mình xuống cho ma quỷ xấu xé. Càng nói lên rằng đã gian díu bất chính thì chỉ có nhận về đau thương mà thôi. Dù đã chạy trước, nhưng Axonamon vẫn bị đám bọ cạp làm thịt. Về phần nhà O'Connell, họ đã ấm chỗ trên tàu của Eiji. Thậm chí Jonathan còn cuỗm được viên kim cương bự chảng trước khi toàn bộ công trình tan biến. Gia đình dân chơi hệ liều trôi về phía mặt trời, tạm biệt Ai Cập để bắt đầu một cuộc sống bình yên. Đúng là nhà O'Connell không phải chinh chiến ở Ai Cập nữa thật, nhưng họ lại ra sang tận Trung Quốc. Sao lại có cú bay xa đến vậy? Chúng ta phải lật ngược về quá khứ để biết câu trả lời. Khoảng 250 năm trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng, một tay chiến thần của Trung Hoa, đã nổi dậy và tự xưng đế chế của riêng mình. Ông dựng nên Vạn Lý Trường Thành bằng cách bóc lột sức lao động của kẻ thù, sẵn sàng tống họ xuống vài tấc đất nếu không còn giá trị. Về sau, vị hoàng đế được phù thủy truyền đạt lại kỹ năng làm chủ ngũ hành, đã mạnh càng mạnh hơn. Nhưng có ngông cuồng đến mấy, Tần Thủy Hoàng cũng không thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. Biết vậy, ông yêu cầu cận thần Quách Minh đi tìm phù thủy Tử Viên, người duy nhất nắm giữ bí thuật bất tử. Nhưng oan trái thế nào mà Quách Minh lại phải lòng Tử Viên ngay lần đầu gặp gỡ? Tần Thủy Hoàng hiểu biết nhưng vẫn để Tử Viên đọc ấn chú bằng thứ tiếng ông không rõ. Sau khi nghi lễ kết thúc, bậc đế vương ra lệnh cho tứ mã phanh thầy Quách Minh ngay tức thì. Bản thân vua Tần cũng có mang tình ý với Tử Viên, nhưng ngay khi nàng khước từ, ông đã xuống tay đâm một nhát thấu xương. Vào quyết giày có móng tay nhọn, Tần Thủy Hoàng đâu ngờ Tử Viên đã nhìn thấy hết viễn cảnh này. Ấn chú bản nãy thực ra là một lời nguyền lên Tần Vương và quân đội của lão, biến tất cả thành đất nung. Tử Viên cưỡi ngựa chạy biệt tích, ôm nỗi lo một ngày Tần Thủy Hoàng sẽ trở lại, gieo rắc cơn thịnh nộ lên toàn thế giới. Chúng ta tiếp tục với tuyến truyện gốc. Năm 1946, tức 13 năm sau sự kiện của phần phim thứ hai, vợ chồng nhà O'Connell đều đang chật vật với hiện tại vì hào quang ngày cũ. Đã vậy, họ còn không kết nối được với con trai. Alex này đã trở thành chàng trai quá tuổi đôi mươi, đang có những bước tiến tuyệt vời trong sự nghiệp khảo cổ. Nhờ sự tài trợ từ giáo sư Roger Wilson, anh đã phát hiện được vị trí lăng mộ Tần Vương. Tuy ba trợ lý đi cùng đều sập bẫy lên bàn thờ ngồi, và bản thân cũng suýt bỏ mạng dưới tay của một người phụ nữ, nhưng Alex vẫn xoay sở thành công để mang quan tài Tần Thủy Hoàng về đất Thượng Hải. Trong lúc đó, chính phủ Anh Quốc đang tìm tới vợ chồng nhân vật chính. Chẳng là họ đang giữ con mắt Shangri-La, kim chỉ nam dẫn tới giếng thần bất tử. Nhà O'Connell được trông cậy sẽ trao trả bảo vật này về bảo tàng Trung Quốc như một thiện chí của dân tộc Anh. Với bản tính ham phiêu lưu, hai người nhanh chóng di chuyển đến Thượng Hải, địa bàn làm ăn của Jonathan. Tại đó, họ chạm mặt con trai sau bao ngày xa cách, nhưng chỉ nhận được thái độ hờ hững. Cơ mà lo chuyện gia đình chưa tới, gia đình nhà O'Connell lại phải xắn tay áo lên chuẩn bị đấm nhau vì ông giáo sư Wilson thực ra lại là tay trong của quân đội Trung Hoa. Họ muốn hồi sinh Tần Thủy Hoàng vì nghĩ lão sẽ cải cách và đưa đất nước tỷ dân lên tầm vĩ đại. Bằng vài thao tác đơn giản, quân đội Trung Quốc đã đoạt được con mắt Shangri-La. Họ tiếp lực cho vua Tần thức giấc. Lão nổi sùng ngay, phá tan tanh bảnh bảo tàng để thoát ra ngoài. Lin, cô gái từng giết hụt Alex ở đầu phim, bám theo vua Tần và mang theo con dao ma thuật, món hàng duy nhất có thể đốn gục lão. Hai bên đuổi nhau khắp Thượng Hải trong một trường đoạn không thể duyên dáng hơn. Cuối cùng, người hùng chẳng thể ngăn chặn kẻ xấu, đành thất thểu rời đi.
tại quán bar của Jonathan với kỹ năng diễn xuất xứng đáng giành về tượng vàng Oscar, liên tiếp lộ về giếng thần bất tử chính là địa điểm Tần Thủy Hoàng đang hướng tới. Tất cả cùng nhau đến dãy núi Himalaya. Mà một điều mình thắc mắc, tại sao Rick lại biết nhiều phi công liều lĩnh thế được nhỉ? Tại một góc núi tuyết, Alex và Lynn có những tương tác đầu tiên. Hai người không ưa nhau lắm, vì anh thì thích súng, còn cô lại ưa kiếm. Sáng hôm sau, Alex còn hục hạc với bố về chuyện đạn dược, song tất cả phải gác chuyện cá nhân sang một bên để sống mái với quần phương đông. Dù đã được người tuyết hỗ trợ, nhưng gia đình O'Connell chỉ áp đảo được lâu la vô tần, còn lão thì vẫn nhìn ra đường đến giếng thần. Chớ chiều thay, Rick lại bị đoạt mạng khi nỗ lực giải cứu Alex trong lúc anh bị khuất tầm nhìn. Lynn bèn đưa cả nhà tới suối nguồn bất tử, cũng chính là cứ địa của mẹ cô, Tử Viên. Bà chỉ mất một nháy mắt là cứu sống Rick. Thực tế, hai mẹ con Tử Viên đã sống đến hơn 2.000 năm nhờ nguồn nước quý và họ có trách nhiệm phải bảo vệ khu vực này. Trong lần trò chuyện gần gũi thứ hai cùng Alex, Lynn cảnh báo nếu Tần Thủy Hoàng tiếp cận được giếng thần, hắn sẽ không chỉ kéo theo đoàn quân đất nung sống dậy mà còn có thể biến thân thành những linh vật quyền năng của Trung Hoa. Lúc đấy thì có rời cản. Tiếp sau đó, Alex ngỏ ý tiến xa với Lynn. Câu trả lời của cô gái Trung Hoa cũng thật bất ngờ. Tử Viên biết trận chiến định mệnh sắp đến, bà phải hy sinh một điều rất thuyết phục. Đúng lúc đó, Tần Vương lộ diện, lão tung đòn cho hai mẹ con đo đất, chiếm đoạt con dao, rồi ngâm mình xuống giếng. Lý Liên Kiệt biến thành con rồng ba đầu, bay mất hút. Nắm giữ đầy đủ sức mạnh và binh sĩ trong tay, đế vương bất tử chuẩn bị can quét cả trái đất. Chỉ cần vượt qua vạn lý trường thành, toàn bộ đội quân sẽ thành siêu nhân. Trong lúc đó, Tử Viên đang kêu gọi những linh hồn bỏ mạng giữa tay vua Tần bằng tiếng Anh. Một đoàn quân xương sầu trỗi dậy từ lòng đất, nhưng kỳ khôi thay, họ lại chẳng hiểu Rick nói gì. Ít nhất Quách Minh cũng nhận ra người tình năm xưa, bèn lao thẳng vào trận địa đất nung, hai phe đại chiến, trông đến là vui mắt. Ở chiến tuyến nhỏ hơn, Tử Viên đang đấu tay đôi với Tần Thủy Hoàng. Sau vài đòn đánh cần sức, bà chấp nhận hy sinh để lấy lại vũ khí duy nhất tạo được sát thương với tên bạo chúa. Sau đó Tần Vương biến thành chăn tinh khổng lồ, bộc phá xuyên trận địa. Hắn đột nhập vào vạn lý trường thành nhằm hóa giải phép thuật của Tử Viên và đuổi đội quân của tướng quân mình xuống lòng đất. Trước đó, Tử Viên đã trả vũ khí cho Lin, hy vọng con gái sẽ hóa kiếp kẻ thù. Nhiệm vụ này về sau được gửi gắm nơi bố con O'Connell. Lựa lúc lão sơ suất, Alex đánh động, nhưng vì còn non trẻ, cậu nhanh chóng úp mặt vào sông quê. Công việc của Rick lại càng khó khăn hơn vì con dao quý đã bị Tần Thủy Hoàng phá làm đôi. Cũng trong vạn lý trường thành, Evelyn và Lynn đang đánh tay bo với hai kẻ đứng đầu quân đội Trung Quốc. Nhưng chẳng cần tung đòn hạ gục, cặp đôi cũng tự xuống âm ti cùng nhau rồi. Bạo chúa đang đánh cho Rick dây dầm mặt mày, đắc thắng mà không biết Alex đã tỉnh. Nhờ sức mạnh chơi ban, Rick đột nhiên phản kích, đập ông già tưng xưng hùng xưng bá, thở không ra hơi. Cuối cùng, bằng sự thấu hiểu nhau mà đến giáo sư X cũng không thể lý giải, Alex và Rick liền nối con dao ngay trong cơ thể Tần Thủy Hoàng, qua đó giết chết lão. Mắt miệng long song sọc, Tần Vương nổ tung, kéo theo đoàn đất nung hèo theo. Giờ đã trả được mối thù xưa, tướng quân mình nhìn con gái đầy hạnh phúc, cùng đồng minh tan biến. Loạt phim kết thúc bằng cảnh tiệc tùng giữa Thượng Hải khi Alex và Lynn trao nhau nụ hôn đầu, còn Rick và Evelyn khăng khít hơn xưa. Về phần Jonathan, anh chuẩn bị đặt chân đến Peru, sẵn sàng cho những thử thách mới. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.